Mọi người, đấy là cái chương trình review giới thiệu với cái quá trình gieo cái hoa cúc Bích Nhật hoặc là hoa cúc Vạn Thọ, Pháp Văn Mai hay là cúc Cốt Mốt Mích hay là cúc Bách Nhật nhiều màu thì đều có quy trình gieo rất là giống nhau. Thì video đã có một cái những cái video trước đây giới thiệu về cái quy trình chuẩn bị giá thể, chuẩn bị giống và cách chuẩn bị các cái điều kiện để gieo giống. Thì bây giờ xin giới thiệu với mọi người về cái hoạt động kỹ thuật gieo giống trên cái giá thể đã được chuẩn bị. Xin giới thiệu với mọi người, cát sẽ được và thuốc kiến sẽ được gieo đều và sẽ được gieo trên toàn bộ cái giá thể này, và gieo cao tay hơn mà có cát thì theo cái dấu vết của cát thì sẽ có được cái biết được cái hạt giống nó có gieo đều hay không. Đó, xin giới thiệu mọi người. Thì nó sáng là một đoàn kéo vòi nước nữa. Ha ha ha.